bây giờ thay anh trai cái công tắc lên kính nhá. Đấy, công tắc lên kính này. Đấy, chị Liệt. Anh rút ra đi, cầm cái mới vào đi, cho lên kính đi, cho đỡ mưa. Kính nhá. Rút ra. Đây, thay cho ba cái tay công tắc lên kính nhá. Xe này 35 rồi thì hỏng công tắc lên kính bên phụ anh em ạ. Thì mình thay cái công tắc nhập thì nó sẽ có cái đèn báo hiệu đây này. Còn anh nhấn vào giữa, đấy. Ấn vào giữa. Đây, không cần, ấn vào đây. Đấy. Rút ra. Đấy, xe xong, rồi cầm cái mới vào này. Cái đồ mới này, xe nhập thì nó sẽ có đèn báo cảnh báo anh em nhá. Có cái đèn soi sáng rồi, đấy các bạn nhìn không? Đấy, sau đó các bạn phập vào là xong. Đây là có cái đèn sáng này các bạn này. Đèn này nó sẽ phát quang này. Có thay đây nào? Không, mà đây thay sau. Có thay sau. Rồi, ấn xuống là xong. Ấn bắt đầu từ trước anh. Rồi, cái này nó có đèn đấy anh em nhá. Con này bật công tắc lên đèn điện là nó có đèn đây này các bạn này. Đấy. Con này là nó là auto một chạm nhá. Rồi anh cần bảo thợ nó đấu lại là nó có thể tự động luôn. Có nghĩa là anh ấn vạt cái đèn này tự nó kéo lên chứ không mất công phải ấn nữa. Đây này nó auto này, anh auto này anh này. Rồi. Của anh nó là cơ này, của anh nó không auto này. Anh hiểu không? Ok. Anh auto này. Anh hiểu không? Con này về phải đấu lại điện. Ok. Đấy, ok anh em nhá. Anh em nào hỏng tăng lên. Anh kính em thay thôi. Rồi. Anh em nào hỏng tăng lên kính anh em ủng hộ mình nhá. Số nhà 110 đường Đỗ 10 nhá. Đấy, K200 K250. Đấy, bây giờ thì thay đốt cho bác thì hai cái ghế cửa cho đứa kêu lọc cọc của cửa anh em nhá. Cái bệnh này là bệnh mãn tính của xe dòng xe này rồi anh em. Đây này lót rất là nhiều rẻ anh em này. 200 một cái. 200 một cái này. Đúng rồi. Bên là 400 à? Chính xác. Anh à. Cho đấy. Em một cái hai cái đúng. Cái này rất nhiều anh em bị này. Các bạn biết cái này cái gì không? Cái này chỗ tay ấy ôi chuẩn luôn. Cái này 100 một cái anh xin. Hai cái 200. Hai cái 200 thôi rồi. Đấy nó có bọc nhựa này nó không bị kêu đi nó không hỏng. Có bốc nhựa không đấy? Ok, hàng xịn 100% mà bán ai mà điêu gì đâu anh. Còn không bọc nhựa nó như này. Bán đây, bán như nào nói nhựa nó em không có nhựa. Chuẩn luôn. Thay em đi. Đây, ok. Đây. Không thôi không, không, cái này ra quay cho các bạn biết. Nhiều khi okay. Mọi người không hiểu cái này là cái gì. Đúng. Mọi người không hiểu cái này là cái gì luôn. Đây anh em nha, rất nhiều anh em hiểu cái tay này các bạn này. Đấy, tay này này. Cái tay này là ở tay này anh em nhá. Đấy, chạy một thời gian là nó cứ bị như này này. Mà mặc dù rất nhiều anh em giữ gìn luôn nhưng nó cũng bất như này thì anh em mình cần mua cái mới anh em qua nhà Đức nhá. Nhà Đức này. Đây nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Số nhà 110 đường Đỗ 10.